Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì cái không khí làm đẹp trong cái ngày đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tại Thẩm mỹ quốc tế Bali thì rất là đông đúc. Hiện tại như quý vị nhìn thấy thì đang có rất là nhiều vị khách hàng đến tư vấn cũng như là thăm khám các cái dịch vụ tại sảnh tầng 1 của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và tư vấn viên cũng như là kỹ thuật viên của chúng tôi đang làm việc hết công suất để phục vụ cho chương trình làm đẹp đại lễ của tất cả các quý vị khách hàng nhé. Để được hỗ trợ tốt nhất ấy, thì mọi người có thể gọi đến số hotline 0386 463 463 để được hỗ trợ về việc đặt lịch cũng như là sắp xếp thời gian và tư vấn hoàn toàn là miễn phí nhé mọi người nhé. Trong cái chương trình làm đẹp đại lễ nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì Thẩm mỹ quốc tế Bali đang áp dụng cái chương trình ưu đãi rất là sốc đối với tất cả các cái dịch vụ làm đẹp với cái giá trị ưu đãi lên đến 80%. Các cái dịch vụ về giảm béo thì đang được ưu đãi chỉ còn có 1 triệu cho 5 buổi thôi. Các cái dịch vụ về trẻ hóa thơ mát hoặc là các cái dịch vụ về trẻ hóa da khác thì cũng đang được ưu đãi rất là nhiều, lên đến 60%, và đồng thời thì khách hàng sẽ nhận được rất là nhiều các cái quà tặng có giá trị áp dụng duy nhất trong ngày đại lễ này ạ. Nếu như mà quý vị khách hàng còn thắc mắc thì có thể gọi đến số điện thoại 0386 463 463 để được hỗ trợ tư vấn, cũng như là có thể để lại số điện thoại xuống dưới livestream này thì tư vấn viên của chúng tôi cũng như là đội ngũ y bác sĩ sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp cho tất cả mọi người nhé.